Dạ em chào các bác nhé. Hôm nay thì em quay cho các bác xem có 5 con âm ly ha. Đấy, một con âm ly 300ZA này, một con âm ly Đờ Nông 750. Đấy, ba con âm ly Pioneer ha, 717 này, 636 và 616. Rồi bên trong thì em có về thêm được con sub Bass 30 box audio và một con box audio Bass 25. Đấy, và bên đây là em có hai cục đẩy Mỹ Crest Audio CA4 này và một con CA6. Rồi đầu tiên em quay cho các bác xem những con âm ly trước ha. Đấy, đầu tiên là một con âm ly Đờ Nông. Đấy, cái chữ Đờ Nông nó hơi mờ mờ tí xíu này. Đấy, con này là con 300ZA. Đây em quay phía sau cho các bác xem cái model. Đấy, BMA 300ZA này. Rồi về phần mặt mũi thì các bác cùng xem qua. Đấy, mặt con này đẹp lắm. Nó bị mờ cái chữ này tí xíu này. Đấy, mặt mũi còn rất đẹp ha. Thì được AB cộng B, bát chép ba lăng. Đấy, lâu nét này các bác. Những đường vào đây, volume. Con này tiếng cực kỳ hay ha. Dòng này là dòng suốt âm tụ. Đấy, tiếng cực kỳ là chi tiết và sắc nét luôn. Đấy, công suất thì 42W. Các bác đánh những cặp bát 20 là ok ha. Hoặc là các bác chơi những cặp bốc xeo đấy, bát 20. Nghe cực kỳ hay các bác. Nói về chất tiếng ha. Còn các bác nào mà muốn mạnh thì các bác lấy cái đường rề các bác đấu xuống đẩy, xuống cục đẩy ha, và từ cục đẩy ra âm ly. Đây thì nó sẽ mạnh. Rồi, và đây là bên trong nội thất này. Nguồn này có bác hai tụ lọc. Chạy 4 sọt than đây ha, 4 sọt than nhỏ. Và tổng thể ví mặt đây. Đấy, tất cả là hàng nguyên bản hết. Tất cả là nguyên bản ha. Rồi, đây là phía sau của âm ly. Đây nó có rề ao này, các bác có thể làm rề ha. Hai cầu loa AB trở kháng là 8 ohm. Rồi con này điện 100, công suất đề là 42W này. Đấy, những dòng số âm tụ thì công suất họ đề rất là bé ha. Đấy, nhưng mà con này thì các bác chơi loa 20 rất là tốt, dùng để nghe nhạc. Đấy, tiếng sạch sẽ chi tiết. Rồi con Đờ Nông 300ZA này em có xin báo giá với các bác là 2.4 triệu ha. 2.4 triệu là em bao ship này. 2.4 triệu bao ship, mặt mũi còn rất đẹp và tất cả là zin hết. Rồi và tiếp theo là một con âm ly Đờ Nông. Đấy, thương hiệu Đờ Nông nữa này, và cái model của nó đây, BMA 750. Con này thì rất là khỏe, công suất 200W. Đấy, tiếng rất là hay các bác con này ha. Đánh loa 30 nghe nhạc rất hay. Loa Nhật, loa Mỹ thì các bác chơi cũng được hết. Cứ loa 30 này các bác chơi rất là căng. Rồi trong này chơi được ABA cộng B này, bát chép ba lăng, low net này các bác. Những đường vào đây, tuner AUX này, phone này. Đấy. Đây là volume. Rồi con này mặt mũi cũng còn khá là mới, các bác xem qua ha. Đấy. Rồi tiếp theo là phía trên nắp lưng đây. Đấy, nắp lưng này cũng còn đẹp, nó có một vài vết litility ở đây. Đấy, nhưng mà tổng thể lại thì còn đẹp lắm các bác. Rồi và em mở bên trong cho các bác xem đây. Bên trong thì tất cả là còn nguyên bản hết, cũng còn khá là mới này các bác xem qua này. Một cái nguồn lớn này, hai tụ lọc và chạy 4 sọt than Senken 2 vít. Bên đây hai con này, bên đây hai con nữa. Đấy, 4 sọt than Senken 2 vít. Này, vĩ mặt này các bác xem ha. Bên trong hầu như là đẹp lắm. Rồi đây là phía sau của âm ly. Đấy, con này điện 100 này, công suất 200W. Những đường vào đây, AUX tuner này. Rồi con này thì trở kháng từ 4 tới 16, A cộng B là 8 tới 16, hai cầu loa AB đây. Con này 200W ha, nghe nhạc rất là mạnh. Đánh bass 30 rất căng. Và quan trọng là chất tiếng cực hay các bác. Bass chép nó lên rất là mạnh ha, con này. Đấy, rồi, Đờ Nông 750, con này là 3.9 triệu các bác, 3.9 triệu bao ship ha. 3.9 triệu bao ship con này. Đấy, tất cả là hàng đẹp zin hết. Rồi và tiếp theo là ba con Pioneer. Đầu tiên là con Pioneer A616 này. Đấy, đẹp xuất sắc các bác. Đẹp như mới luôn. Đấy, Pioneer A616 ha. Chơi được AB cộng B, bát chép ba lăng. Đấy, low net này. Những đường vào này và volume đây. Đấy, Pioneer 616. Con này ghép loa 30 chơi vô tư, dùng để nghe nhạc. Đấy, nắp lưng còn đẹp lắm, các bác hãy xem ha. Rồi và nội thất bên trong. Đấy, bên trong nội thất này. Đấy, những cái phần này là họ ốp cái vỉ mặt lại này. Đấy, họ ốp lại ha. Rồi đây là nguồn hai tụ lọc này các bác này. Đấy, bên trong thì còn tất cả là còn đẹp zin hết. Đấy, những cái phần này còn đẹp hết này các bác này. Chạy 4 sọt than, hai con xanh hai con đen. Đấy. Tất cả là còn đẹp hết ha. Nguyên bản hết.
Rồi đây là phía sau của âm ly. Đấy, điện 100V này, công suất 220W và trở kháng từ 4-16, A cộng B là 8-32, hai cầu loa AB đây. Rồi con này nghe hay ha, những dòng Pioneer thì các bác nghe bolero rất là mềm. Đấy, cái tiếng của nó ha. Bắt chép lên mặn này. Trong cái tầm tiền thì cực kỳ hay rồi. Rồi, Pioneer rất là dễ chơi, rất là dễ ghép. Đấy, đánh là 30V4. Con này thì Pioneer 616 giá là 3,4 triệu các bác ha. 3,4 triệu con này là em bao ship này. 3,4 triệu bao ship. Rồi và tiếp theo là con Pioneer 636. Đấy, Pioneer A636 này. Mới tin này các bác. Đấy, ba con này về đẹp xuất sắc luôn. Mặt mũi này các bác xem này. Đấy. Rồi vẫn chơi được AB cộng B. Bát chép ba lăng. Lâu nét này. Đấy, những đường vào này. Volume tổng đây. Rồi nó rất đẹp rồi ha. Em quay sơ qua cho bác, cho các bác xem. Và tất cả là hàng sim tuyệt đối hết. Đây bên trong nội thất này các bác xem qua. Đấy, một cái nguồn đây. Hai tổng lọc. Và nó cũng chạy 4 giò than nữa, nằm đây này, và nó nằm quay xuống dưới nha, hai con xanh, hai con đen. Đấy, phía mặt rất đẹp này các bác. Tất cả là nguyên bản hết, đẹp xinh nguyên bản hết. Rồi, và tiếp theo là phía sau của âm ly. Đấy, con này xuất sắc này các bác, phía sau này. Rồi, con này điện 100 ha, 230W. Đấy, trở kháng vẫn là 4-16, A cộng B là 8-32, hai cầu loa AB đây. Rồi, con Pioneer 636, đấy các bác vẫn nghe nhạc rất là hay trong cái tầm tiền và đánh loa 30 rất căng, 230W. Rồi Pioneer 636 con này là 3,8 triệu các bác. Con này ha, 3,8 triệu bao ship, máy rất đẹp luôn và xin tuyệt đối hết. Rồi và đây là con Omni Pioneer A717. Đấy, con này mặt mũi này các bác xem qua ha. Đẹp xuất sắc các bác. Đấy. Đẹp xuất sắc luôn. Pioneer 717. Rồi chơi được AB cộng B này, bát chép ba lăng, lâu nét các bác này. Đấy, volume đây ha. Rất đẹp các bác con này. Rồi nắp lưng cũng vậy. Mở cho các bác xem bên trong. Con này thì nó gấu hơn các bác. Dòng 717 này thì cực kỳ gấu luôn. Chạy hai nguồn Pioneer rất nặng. Hai nguồn các bác, hai tủ lọc lớn. Đấy, những cái này của họ cũng ốp vĩ mặt lại này. Và đây là bên trong đây. Chạy 8 sò than ha, 4 con xanh, 4 con đen, 8 con sò than nhỏ. Con này thì cực kỳ khỏe. Đây, công suất 270W, điện 100V. Đấy, những đường vào bên đây, CD, tuner này. Trở kháng vẫn vậy ha, 4-16, A cộng B là 8-32. Đấy, phía sau cũng rất đẹp luôn. Rồi, có Pioneer 717 này, em cũng xin báo giá với các bác là 5,6 triệu ha. Con này, 5,6 triệu bao ship. Đấy, con này thị trường bán khá là cao các bác, toàn trên 6 triệu không. Đấy, con này 5,6 triệu bao ship ha. Rồi và tiếp theo là hai con sub Mỹ box audio. Hai con này thì một con bắt 25 này, một con bắt 30. Đấy, hai con ha, con em con ăn đây. Con to con nhỏ. Tôi ê căng con đầu tiên này các bác xem qua này. Đấy, cũng còn khá đẹp ha. Không có bị lủng lỗ. Rồi và hai con này thì nó thiết kế như nhau. Hầu như là nói chung một model các bác, nhưng mà nó là đời 25 và đời bắt 30. Đấy. Rồi các bác cùng xem cái cam bên đây ha, nó chảy chỗ này một tí này. Đấy. Và nó bị thiếu một cái chốt. Đây em mở em quay cho các bác xem. Đấy, nó có bốn cái chốt như vậy này. Thì nó bị thiếu một cây ở đây, gãy một cây ở đây. Đấy. Nhưng mà mình xài vẫn được ha, nó còn ba cây, mình gắn nó vẫn dính rất là chặt. Đấy. Đấy, hai con này thiết kế như nhau, một con bass 25, một con bass 30 này. Và đánh như sống vậy các bác. Những dòng này ha, đánh cực kỳ là sâu luôn và bát rất là uy lực. À, nhất là cái con 30 này, các bác nghe không khác gì cái con Yamaha SW800 hoặc là con CBL em bán hôm kia ha, con CBL 250 đấy. Đấy, nó đánh y như vậy các bác, rất là bạo lực và cực kỳ sâu. Đấy, các bác xem cái gần béo này. Đấy. Đánh rất phê ha, và cái con này cũng vậy. Trong cái tầm bát 25 thì con này đánh cực kỳ hay. Đấy. Nó đánh chắc phải bằng những con Yamaha 515. Đấy, nó về cái độ uy lực ha, và cái độ sâu á thì nó y như vậy các bác. Mà cái giá thì rẻ hơn rất nhiều. Đấy, rẻ hơn vài triệu luôn. Đấy, con này là sub Mỹ ha, box audio là sub Mỹ. Bát 30 này.
Đấy, cái con này thì các bác cho phòng 25 trở về rất là đầy, và con này thì các bác cho phòng 35 ha, 35 mét vuông trở về rất là đầy các bác này. Tính trầm sâu dễ nghe. Rồi và em quay xung quanh cho các bác xem, đây là phía trên cả hai con này, con số 1 này, con số 2 này, hầu như còn đẹp lắm các bác này. Tất cả còn rất đẹp. Đấy, bên hồng đây, bên hồng đây nữa ha. Rồi và tiếp theo là phía sau đây, đẹp xuất sắc các bác. Rồi con này là con box audio này, điện Mỹ, điện 120V này các bác, nó thông hơi phía dưới. Rồi con này là con model BSW404 này, một nút volume, một nút cắt tầng đây, và nút nguồn ở dưới đây. Đấy, nút nguồn nhỏ như này các bác này, đường vào là AV ha. Rồi bát 25, chơi phòng 25m2, đánh rất sâu. Đấy, con này ha. Rồi em có xin báo giá cho các bác luôn, con này để cho các bác 5,5 triệu ha, 5,5 triệu em bao ship này. Đấy, mức giá rẻ hơn Yamaha bát 25 rất nhiều, mà chất âm như nhau các bác, thậm chí đánh còn lực hơn này. Các bác xem cái bát của nó này, rất là gấu ha. Rồi 5,5 triệu bao ship con đấy. Rồi và tiếp theo là con 30, đấy, phía trên và bên hông đây. Đấy, bên đây nữa ha. Tổng thể lại thì còn đẹp lắm, không có bị cấn móc bể nở gì đâu các bác, chỉ một vài vết xước dăm liti rất là nhẹ nhàng thôi. Đấy, đây là phía sau của shop này. Đấy, nó cũng giống con kia, và dây nguồn rời ha, dây nguồn này, điện 120V này. Đấy, điện Mỹ các bác, nút nguồn đây. Đấy, một nút volume, một nút cắt tầng, và phía trên đây có một nút nguồn nữa. Đấy, tổng cộng có hai nút nguồn ha, thì các bác cứ để một nút là on đi, mở sẵn một nút đi, còn cái này các bác chỉ tắt mở một cái thôi. Đấy, đường vào AV đây. Con này là con BSW505. Đấy, vừa đẹp vừa hay, đánh cực kỳ gấu ha. Rồi con 30 này là 7,000 các bác này. Con 30 này ha, giá 7,000. Đấy, nó rẻ bằng một nửa cái con sub Yamaha 800 thôi, nhưng mà chất âm nó là một thứ một các bác, rất sâu và rất bạo lực ha, đánh không thua kém gì con Yamaha 800. Đấy, 7,000 con này ha, là em bao ship. Rồi và cuối cùng là hai cục đẩy Mỹ Cadet Audio. Đấy, Cadet Audio ha, những dòng Cadet này thì các bác chơi lâu năm á, những bác nào mà chơi lâu năm á thì các bác biết những cái thương hiệu này. Đấy, tiếng của nó cực kỳ khỏe và đánh rất là sạch sẽ ha, những dòng đẩy Cadet Audio. Đấy, nhiều bác thường chọn những con này để mà chơi sự kiện. Đấy, tại vì nó mặn các bác, mặn mà tiếng nó sáng ha. Rồi, đầu tiên em quay cho các bác xem con xe A4 này. Đấy, mặt mũi rất đẹp luôn. Đấy, các bác xem qua ha, cực kỳ đẹp. Nút nguồn đây, hai volume AB đây, hai cân ha. Ở giữa là những cái đèn báo. Rồi, và tiếp theo là con xe A6 này. Đấy, hầu như hai con này cực kỳ đẹp luôn. Xe 6 thì con này lớn hơn. Rồi và tiếp theo là phía trên nắp lưng đây. Đấy, đẹp xuất sắc các bác ha. Đây em chuẩn bị về 2-3 đôi loa CBL 143 các bác. Những dòng loa CBL hàng cao cấp ha. Các bác nào mà biết cái model đấy thì các bác dặn em trước, em về tầm 2-3 đôi gì đấy. CBL 143 ha, các bác nhớ model ha. Đấy, giá nó khoảng 50 các bác. Giá đấy là rẻ nhất thị trường rồi, các bác cứ tham khảo ha. Rồi và đây là bên trong nội thất, một cái nguồn xuyến này các bác. Con xe A4 đây, 4 tủ lọc Philips này. Đấy, 4 tủ lọc Philips ha, USA hết, made in USA hết. Và đây là bên trong vĩ mạch đây. Đấy, tiếng siêu hay luôn. Và nó chạy 16 sọt than Toshiba các bác. Ở trên là 4 con này, và ở dưới 4 con ha, tổng cộng bên đây 8 này. Bên đây 8 là 16 sò than Toshiba lớn. Rồi và qua con xe A6, con này thì nó khỏe hơn. Đấy, phía mặt trông nó cũng ngầu hơn ha, nhiều sò hơn, nó dài hơn này. Rồi một cái nguồn này, nguồn xuyến này, 4 con tụ lọc Philips. Và con này nó chạy tổng cộng là 32 sò than Toshiba của Gia Băng. Đấy, 32 con ở trên 8 này, 8 ở dưới 8 là 16 ha, 16 là 32 con. Tất cả bên trong là em bao zin tuyệt đối ha, bao zin tuyệt đối và hát hoàn hảo rồi. Rồi đây là phía sau của hai cục đẩy đây, con xe A4 này, hai quạt tán nhiệt hai bên. Rồi con này điện 100 ha, hàng Mỹ xuất thị trường Nhật, điện 100V này, công suất là 435W/cân ha. Đấy, 435W/cân. Đây là hai cầu loa.
Đường vào là 6 ly Canon này, bên A này, bên B này. Đấy, đối với cái con xe 4 này thì các bác đánh những cặp full 40 ha. Full 40 các bác chơi rất là căng. Đấy, cứ loa 40 Nhật, loa Mỹ này các bác chơi rất là căng. Còn loa tàu thì các bác đánh loa 30 thôi. Đấy, loa tàu nặng men. Rồi con xe 4 này tất cả là đẹp zin. Đấy, giá của nó là 5 triệu rưỡi các bác ha. 5 triệu rưỡi là em bao ship này. Rồi và tiếp theo là con CA6. Hai quả tản nhiệt này. Đấy, con này cũng đi 100 luôn. Đấy, CA6 này công suất là 2592W này các bác. Đấy. Rất khỏe ha. Một còn con CA9 nữa, con CA9 còn giữ nữa. Đấy, con này là con CA6. Rồi đường vào là 6 ly Canon này, hai quả loa AB và những con này nó đánh từ 4 đến 8 ohm ha, trở kháng. Rồi con CA6 này giá là 10 triệu đồng các bác. Đấy, con này ha, 10 triệu đồng để em bao ship này. Con này thì các bác chơi full đôi 40 rất căng. Đấy, những cặp full đôi 40 Nhật loa Mỹ này, các bác chơi rất là căng ha. Hoặc là các bác có thể chơi rời hai cặp 40 được luôn. Đấy, với cái trở kháng loa là 8 ohm thì các bác chơi hai cặp vô tư. Đấu song song ha, nó còn 4 ohm. Rồi, bác nào quan tâm thì các bác gọi giúp em 0981 384842 và em cũng xin chào các bác nhé.